Ok, xin chào tất cả anh em nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ làm một việc rất là trọng đại, đó chính là giả gái xinh, vòi quà, trai FA. Chúng ta đầu tiên cần phải làm lại cái ảnh nền, phải chọn một gái, sau đấy là giới tính, lựa chọn lại giới tính. Ok, vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong cái profile của chúng ta để mà có thể đi lừa tình các anh chàng này. Đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu đối tượng. Nhưng mà anh em yên tâm đi, bây giờ chúng ta phải tìm đối tượng. Đối tượng là gì? Đối tượng phải là một người bạn có nhiều tướng, có nhiều trang phục thì người ta mới có tiềm lực để mà tặng quà để mình có thể vòi quà được. Ok, xem thông tin cung cớ mình nhá. Ok, vậy là anh chàng này có 48 tướng và 30 trang phục. Ok, vậy là duyệt thuộc dạng chung có thể vòi quà được. Bây giờ chúng ta liên hệ ngay bây giờ. Ok, chúng ta nhắn tin qua nhá. Anh ơi, đấy, rất là thân mật và nhẹ nhàng gửi qua cho ấy, nháy mắt hai cái. Bây giờ là phải chờ đợi đấy anh em ạ. Là chờ đợi cá liệu có mắc câu hay không. Tại vì sao? Muốn mắc câu được không phải đơn giản anh em ạ. Tại vì sao? Tại vì tôi phải chơi với cái nick đấy rất nhiều lần, phải chơi với đối tượng đấy khá nhiều lần. Và sau đấy là cho các em gái nuôi chat với. Chat là gì? Ghi âm giọng nói. Không phải, đúng rồi, chúng ta sử dụng mic và loa gọi các em gái nuôi để mà nói chuyện với hắn ta, để hắn ta biết là mình là con gái đích thực, chứ không phải là tự dưng đùng một cái. Ok, đây, cá mắc câu rồi. Hey, hôm nay đánh không em? Trả lời ngay. Có, anh ơi. Nghe phải tình cảm một chút. Đây, ok. Và mình khoe luôn là mình có mua vị tướng Senia để mà đi trợ thủ rồi, để cho khoe với người ta, để vòi quà. Tại vì anh em thừa biết là đây, nhưng mà lại chưa trang phục đúng không? Đấy, chúng ta em trợ thủ cho anh bắn nát cả thế giới luôn. Ôi, không viết được rồi. Chỉ viết được bằng này thôi anh em ạ. Ok, làm thêm cái icon thật là đẹp, nhìn đáng yêu một chút, siêu cute, siêu quậy. Ok, gửi đi. Tại vì ở cái phiên bản tặng quà này không tặng được tướng anh em ạ, chỉ tặng được trang phục thôi. Thực ra anh em phải có tướng nó mới hay đấy. Mình giả vờ đó chính là chưa có trang phục và kiểu như là ok, hey, thêm vào trận ngay nhé. Đấy, thanh niên này chưa thấy thính anh em ạ, chưa thấy thính. Ok, mình sẽ gợi ý thính thêm. Nhưng em ơi, em còn chưa có trang phục. Đấy, phải bắn thính qua anh ạ, phải bắn thính qua để cho các con cá này nó mắc câu đơn giản hơn. Ok, chúng ta phải đợi nhá. Chúng ta phải đợi xem là con cá liệu có mắc câu không và liệu có nếm chúng tí thính nào không đây. Với cái ảnh siêu cute như vậy và tôi để cho dàn em gái nuôi cơ mà. Ờ, không sao đâu. Chính tất cả. Ôi giời, ông này vẫn chưa mắc câu anh em ạ. Ok, tôi sẽ gợi ý thêm. Tôi sẽ bắn tung tóe thính luôn. Lần này là ném thính thật là hoành tráng luôn, lựu đạn thính luôn. Nhưng bây giờ mà có ai tặng em trang phục thì còn điều gì tuyệt vời hơn. Ôi giời ơi, ký tự tráng quá anh em ạ. Ước gì Liên Quân nó cho viết dài hơn một chút. Thôi thì tôi viết hai lần cho nó hoành tráng. Tiếc là thế giới này chẳng có ai tốt bụng như vậy. Đấy, ném thính một chút ngôn lù vào anh em ạ. Cho một tí ngôn tình ngôn lù vào đấy. Khiến cho các trai FA phải là sao xuyến và rung động. Nhưng mà anh em phải có mấy em gái nuôi nhá, để mà khi mà người ta voi chat nick với mình ấy thì phải để mấy em gái nuôi kia nó trả lời đấy. Giọng ngọt như mía lùi miền Tây thì trai nào chả phải mắc câu. Đấy, em quên anh chả đấy, mắc thính rồi anh em ơi, cá cắn câu rồi. Vậy là thính của tôi là lựu đạn thính, hiệu quả rồi nhé. Ok, chúng ta phải đợi xem là có cần phải gợi ý thêm thính không hay là người ta tự hiểu thính. Đây đây, ok, vậy là cá cắn câu rồi anh em ơi, thính thành công rồi. Phải là làm chút e thẹn, nhưng mà như thế ngại lắm, làm mấy cái icon nó hoành tráng chút anh em ạ, làm mấy cái icon nó siêu cute đáng yêu kiểu mít ướt cute. Đấy, như thế nó mới làm siêu lòng được các anh trai FA. Ok, nhưng mà anh em đừng tưởng nhá, phải có em gái nuôi ở bên cạnh để mà nếu mà khi mà anh em chơi ấy mà bật loa mic chat ấy còn đáp trả chứ. Đấy, vớ vẩn. Em lựa chọn trang phục nào? Ok, cái gì đây? Tự dưng lại bị che đi. Cứ vòi anh. Ok, vậy là con cá cắn câu rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta việc gì ư? Đơn giản quá, lựa chọn trang phục và vòi thôi. Không điều gì tuyệt vời hơn. Wow, tuyệt vời. Trai này đang rất là xí gái đây. Ok, chúng ta, vâng, anh tốt bụng quá. Đấy, làm thêm một câu cho nó hoành tráng, làm thêm chút. Đấy, kít kít. Ok, bây giờ sang lựa hàng rồi anh em ạ. Đấy, chọn là cái biểu tượng tặng quà.
và lựa chọn các món các skin ở đây. Thì mình xin Senia rồi thì mình lựa luôn Senia. Đây, chúng ta sử dụng con Senia này. Bây giờ dư nào? Tặng thiên sứ hủy diệt không? Luôn là ngay, ok. Vòi xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta phải đợi thôi anh em ạ. Bây giờ chúng ta phải bắn tín hiệu qua cho thanh niên FA bên kia. Em vòi qua rồi đó anh ơi. Ngại quá đi mất. Đấy, chúng ta phải làm kiểu gì nó ép hẹn một chút, kiểu cho nó hoành tráng nữa ạ. Làm cái biểu tượng quà tặng luôn. Luôn và ngay. Quá tuyệt vời rồi, đúng không nào? Chơi liên quân là sướng nhất là mấy cái ông không phải mấy ông cú có gai. Cú có gai phải có em gái nuôi ở bên cạnh thì mới thành công được anh em ạ. Anh em bên cạnh mà không có em gái nuôi ấy, để mà khi mà chắc chít để bật giọng em gái nuôi lên thì khó lòng thành công lắm. Nhưng mà mấy em gái mà chơi ấy, không điều gì tuyệt vời hơn, không hề gì đâu. Hiếm khi cô gái nào gì thay. Chắc là viết không đủ anh em ạ. Chúng ta phải đợi thêm thôi. Thích chơi liên quân như em ấy cá mắc câu rồi anh em ơi. Lần này chúng ta chỉ cần đợi và chờ đợi thôi. Ok, yeah. Có hình quà đây rồi. Xem ra là thành công đến 90% rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta phải đợi tiếng linh 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 của quà tặng thì chúng ta mới biết được là liệu có bắt được con cá lớn này hay không đây. Chúng ta phải chờ đợi xem nhá. Cô gái nào mà chơi liên quân ấy thì là điều tuyệt vời nhất trong cái khoản làm cái status. Hôm nay buồn quá đi mất. Nếu mà ai tặng cho mình cái trang phục của Gidu tiệc bể bơi thì còn điều gì bằng. Và sau đấy thì tăng tăng ping 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 ping. Em ơi anh nè, em ơi anh đây. Trời đất, để anh xử lý việc này cho. Wow, quá tuyệt vời. Và tặng ngay trong cái icon. Ok, wow, tuyệt vời anh em ơi. Nhận quà đi em. Ôi trời ơi, phải làm cái tí từ từ nhận quà. Làm cái icon cho nó hoành tráng đấy anh em. Thể hiện rồi mặt trời của anh luôn. Mặt trời của em Phương Ly. Ok, mặt trời của em Phương Ly và rất tatin. Rất tati. Ok, chúng ta vào xem nhá. Ok, quà tặng bạn bè đây. Ui dồi ôi, hàng về anh em ơi. Mở túi. Đây, nhận luôn. Yeah, vậy là mình nhận được ngay cái bộ trang phục đó chính là Senia thiên sứ hủy diệt. Tuyệt vời. Đây đúng là cái lợi ích của cái thay đổi lại giới tính của trong liên minh anh em ạ. Chúng ta có thể vòi được các thanh niên FA này tuyệt vời hơn. Nhưng mà đừng bỏ qua nhá. Tại vì đây có thể là một cái mối lâu dài. Chứ vậy chúng ta phải giả vờ thì phải giả vờ đến cùng. Ok, ok, em nhận được rồi anh ơi. Anh tốt bụng, tuyệt vời quá. Quá là xoái ca luôn. Đấy, làm thêm cái đôi môi nhúng nhím. Kít. Ok, vậy thì yes. Vậy là thành công. Chúng ta vừa giả gái xinh và vòi được quà của trai FA. Thành công rồi. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn có muốn thử như tôi không? Và liệu các bạn có thành công được như tôi? Nếu mà thành công, nhớ comment lại cho tôi nhé. Và các bạn gặp thử thách gì? Hay là các bạn có bạn gái nào đang chơi trò này? Thì chắc chắn là rất là khó khăn đó. Ok, đây là Senia và cái bộ trang phục tôi vừa được tặng. Rất là tuyệt vời anh em ạ. Senia thiên sứ hủy diệt, một cái vị tướng rất mạnh ở trong mùa này. Mặc dù là mùa sau chắc chắn là bị giảm sức mạnh rồi, nhưng mà mùa này thì chúng ta cứ chơi đi. Muốn thực hiện thành công đầu tiên là phải giới tính anh em ạ. 6 ngày sau thì chỉnh lại giới tính không sao. Xong sau tôi tính sau. Hiện tại là anh em đầu tiên là phải thay lại cái avatar này. Và để thay lại giới tính này. Thứ ba là phải có em gái nuôi này. Anh em mà không có em gái nuôi ấy thì người ta không tin đâu. Vì bây giờ là chơi với nhau ấy thì phải là bật voi mic chat đúng không nào? Chúng ta có thể im lặng được. Chúng ta phải có em gái nuôi. Cho em gái nuôi ngồi cạnh. Ok, nhờ nó mày ngồi đây. Tí có gì thì nói chuyện với anh bên kia. Ok, mày chỉ cần làm xong cho tao một trận thôi. Tao tí đưa cho mày đi ăn trà sữa cốc 50.000 luôn. Nhất trí không? Hoặc là đơn giản thôi, tí tao đi rửa bát cho mày. Đấy, anh em phải tuyển tập thật là nhiều em gái nuôi vào. Việc này thì mới làm đơn giản được. Ok, chính vậy các bạn phải cố gắng ấy nhá. Nhất là các bạn kiện tướng con gái thì trời ơi, bao nhiêu soái ca đang bên cạnh các bạn. Đừng bỏ qua cơ hội này. Vòi và vòi tất cả thế giới này luôn. Vòi tất cả và vòi hết sạch xanh skin ở trong liên quân. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này nhá. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.